Một anh da đen, hai anh da đen, ba anh, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, 100, 1 tỷ, 1.000. Trời ơi, quá trời mấy anh da đen luôn. Trời ơi mấy bạn ơi, mấy bạn thấy xung quanh mình có quá trời anh mấy anh da đen khiên hòm không mấy bạn? Trời ơi, quá trời luôn anh em ơi. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình cùng với đại gia đình Hero Team. Ta-da! Yeah! Ok anh em ơi, thì như các bạn đang thấy nè, là hiện tại nè là xung quanh của mình là đang có rất là nhiều những anh da đen khiên hòm luôn các bạn ơi. Đó, như anh da đen rất là hot ở trên TikTok luôn. Không biết bây giờ còn hot không ta. Thì hôm nay nè bạn ơi, mình sẽ cùng với lại là chị Ca Mui nè, Sammy với lại là Simmy nè, đó. Bọn mình sẽ cùng nhau gọi là chơi một cái trò chơi có tên là trốn tìm anh da đen nha bạn. Đó, trò chơi có tên là trốn tìm anh da đen nha. Có nghĩa là bọn mình sẽ biến thành anh da đen, sau đó bọn mình sẽ gọi là đi trốn mấy bạn ơi. Còn người nào mà đi kiếm á là sẽ phải đi vòng đây coi người nào là người thật, sẽ giết người đó nha anh em. Đó, rất là vui luôn. Ok, chị Ca Mui, chị thử biến thành anh da đen cho em coi. Biến hình đi chị. Ok, thử coi. Bùm. Đó. Các bạn coi nè, chị Ca Mui đã biến thành anh da đen nữa bạn ơi. Rồi Sammy thử biến thành anh da đen coi. Bùng đà. Nhìn rất là hay luôn bạn ơi. Đó, ok. Rồi, thì bây giờ chúng ta cùng nhau gọi là chơi trò chơi trốn tìm, gọi là truy tìm anh da đen nha bạn. Bạn coi mình biến hình thành anh da đen nè. Bùm đà. Nhìn ghê chưa? Rồi ok. Không nói nhiều nữa, bắt đầu trò chơi thế nào. Let's go. 1 hour later. Rồi ok, bây giờ là mình sẽ nhường cho ba bạn nữ đi trốn trước nha. Còn mình sẽ là người đi kiếm nha anh em. Đó, rồi mình đã qua bên đội màu xanh dương rồi nè. Có nghĩa là mình sẽ là người đi kiếm mấy bạn ơi. Bấm mấy cái nút này. Đó, ok, bấm vô. Bùm, đó mấy bạn thấy chưa. Mình đã biến thành con giả nhân rồi nè mấy bạn ơi. Đó, một con giả nhân cực kỳ ngầu luôn. Bây giờ mình sẽ đi kiếm gọi là những bạn nữ trong team của hero chúng ta nha. Để coi mọi người trốn đâu hết rồi. À mà khoan nã mọi người ơi, tôi giao kèo nha, là chơi là không có được gọi là chui xuống mấy cái hố này trốn nha. Mấy cái hố này gọi là tôi không chơi kiếm được đâu. Chơi là chơi không chui xuống hố nha. Chỉ được đứng ở trên bờ thôi, hiểu không? Okay. Chết thật, chị đang ở dưới luôn á. Không được, phải leo lên nhanh lên. Ok, rồi đi kiếm nè. Để coi người nào là thật, người nào là giả đây. Đây có phải là anh da đen thật hay không? Hey. Rồi anh này là thật mấy bạn ơi, để coi. Ui, sao chỗ này nó có cái hòm nữa nè bạn. Cái hòm nữa nè. Ui, đây chính là cái hòm mấy bạn ơi. À, vậy là mấy người đó có thể hóa trang thành cái hòm luôn mấy bạn ơi. Wow, hấp dẫn nha, đúng là một cái map thật là hay. Rồi mấy người này phải không? Không phải nè. Mọi người ơi, mọi người đâu rồi? Sammy ơi, ra ngoài đây tôi cho kẹo nè. Ra đây. Sammy đâu rồi? Trời ơi, ai ra kia, tôi không thích ăn kẹo. Trời ơi. À, không thích ăn kẹo hả? Không thích ăn kẹo thì thôi, vậy giờ tôi sẽ cho bà ăn đắng. Trời ơi, tôi sẽ vô tôi đấm cho chết bà luôn. Ôi, sợ quá bà, chị em ơi, sợ quá, chị em ơi, run sợ. Ông nghĩ sao cái video tôi hơi mạnh. Ờ, vậy hả? Vậy hả? Gáy đi, để coi người nào là thật đây. Ờ, có khi nào mấy người này trốn trong nhà không ta? Ôi này em ở ngay cạnh chị luôn, em ở sát thần thật chị. À, chạy nè. Thấy nè. Này thì Sammy nè. Mình đã giết được Sammy rồi bạn ơi. Này thì cho thách thức tôi hả? Hay rốt cuộc là chị Ca Mui đang trốn ở đâu vậy ta? Từ nãy giờ mình mới giết được có một người. Chị khác biệt lắm luôn á. Chiều. Ủa vậy rốt cuộc chị đang ở đâu? Tức quá, giết hết. Chị đang ở bên cạnh em hả? Ủa gì kỳ vậy? Chị đang ở bên cạnh của em. Bên cạnh em là chỉ có mấy ông da đen rồi thôi mà. Để xem coi. Ủa? Tại sao ở đây nó lại có con Dango ta? À, ủa? Không biết. Ủa kỳ vậy? Ơi mấy bạn ơi, liệu rằng chúng ta có biến thành Dango được không ta? Tại sao trong đây quá trời anh da đen mà lại có một con Dango đứng ở đây? Để xem coi. Dango ơi, mày chạy thử coi. Dango không đi hết á. À, vậy là Ca Mui rồi. Đứng lại. À, phát hiện rồi nha. Chạy đâu? Chạy nè. Ok. Rồi, còn một mình Simmy thôi bạn ơi. Trời ơi, Sammy với Ca Mui đã bị mình giết rồi. Chỉ còn có một mình Simmy thôi. Ông giết được tôi cả 10 triệu luôn. Tôi khách ông giết được tôi. Ghê chưa? Vậy luôn. Ghê vậy? Ghê vậy luôn hả? 10 triệu Phong Cận ơi, chúng tôi 10 triệu đồng. Rồi. 10 triệu đồng luôn. Rồi ok. Phong Cận 10 triệu. Rồi, để tôi kiếm coi. Ủa kỳ à, sao chị Ca Mui bị giết thêm lần nữa rồi. Oh my god, bà Ca Mui có khả năng hồi sinh đấy. Ghê quá. Anh chết được hồi sinh. Trời ơi, trời ơi, Phong ơi, 10 triệu đó Phong ơi. Ai, trời ơi, mấy bạn ơi. Rốt cuộc là Simmy nó đang trốn ở chỗ nào vậy ta mà mình không biết luôn á. Có phải con này không ta?
Ủa cái gì vậy Cam ui, sao từ nãy giờ em gặp chị hoài luôn á chị. Trời ơi. Chị cũng không biết nữa. Ủa kỳ của ta, Simmy có núp ở trên cây không ta? À, Simmy trốn ở đâu vậy Simmy? Thôi Phong ơi, thua rồi Phong ơi. Ông thua. Trời ơi các bạn ơi. Trời ơi các bạn ơi, 5 giây 4, 3, 2, 1. Mình thua rồi. Yes. Ai, trời ơi bạn ơi, rốt cuộc thì mình cũng không kiếm được Simmy. Nói chung là mình thua Simmy rồi. Không sao cả, chúng ta sẽ đến với trận tiếp theo. Chúng ta phục thù các bạn ơi. Rồi ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ phục thù nha. Trời ơi tức quá. Ok, bây giờ là mình cùng với Sammy sẽ đi trốn mấy bạn ơi. Đó, Sam ơi đi trốn với Phong đó, còn chị Camui với lại là Simmy sẽ đi kiếm nha các bạn. Ok. Biến thành anh da đen nè. Rồi ok, trốn sao mày? Trốn. Ok. Rồi ok, trốn đây mấy con trời. Ok, Simmy ơi, mau đi kiếm Phong đi. Trời còn lâu mới kiếm được. Lần này Phong sẽ phục thù. Ngấp. Gãy vậy sao luôn trời. Ok gãy. Rồi mấy bạn ơi, để mình đi xem coi gọi là chị Camui với lại Simmy. Ôi kìa kìa, mình thấy kìa, một con giả nhân các bạn ơi, mình thấy rồi. Ok, mình sẽ ngu gì mình đứng ngoài đây, mình sẽ gọi là chạy đến một nơi an toàn hơn. Bên đây cũng có bạn ơi. Hai giả nhân luôn trời ơi. Chạy. Ok, mình sẽ chui vô nơi thật là an toàn. Ok, chui vô một nơi thật là an toàn để không ai kiếm ra mình. Ok. Ai rồi, đứng ở đây thì không ai thấy mình hết các bạn ơi. Đó, mình đang thấy chị Camui với lại Simmy chạy bên dưới các bạn ơi. Ok. Camui. Trời. Cái gì vậy? Sammy. Trời ơi Camui. Trời ơi, tôi chỗ Camui giết thật vậy? Camui đã giết Sammy rồi các bạn ơi. Thật là tội với Sammy quá, nhưng mà không sao. Còn mình không sao. Sammy yên tâm, Phong sẽ báo thù. Phong sẽ đứng đây không ai giết được Phong đâu. Ok. Phong tự tới đây xin lỗi tai luôn chứ. Ôi trời ơi, tôi lại sợ quá cơ. Ôi, mình rồi. Đang thấy Sim với Camui bên dưới kìa. Quay, hai người ơi, nhìn lên trên cái nóc nhà đi, nhìn lên trên nóc nhà nè. Hello. Hello, xin chào. Tôi trên đây nè, có giỏi leo đây bắt tôi đi. Leo đây đi. Ok, lên. Lên khổ quá. Công nhận. Chạy mấy bạn ơi, chạy bạn ơi, ngu gì đứng ở trên đó. Mấy người. Ủa lên trời. thì tôi chạy thôi. Chạy rồi, chị không ơi, chết rồi hả? Ơi tôi chạy rồi, tôi ngu gì đứng ở đó. Trời ok thôi, mình sẽ đi vòng đây, mình đi tham quan ngắm cảnh các bạn ơi. Trời có gì đâu mà phải sợ hai người này. Một người á là nướp, một người á thì bị đù. Trời ơi, sợ gì hai người này đúng không? Dạ, xúc phạm hội chị em hả? Ông chết rồi, ông chết. Ôi giời, tôi lại sợ mấy người quá. Ê, hai bạn ơi, tôi ở đây nè. Thấy con đang nhảy không? Tôi nè, có giỏi thì đuổi theo tôi đi. Trời ơi, dĩ heo đi. Trời ơi, liêu. Chạy bạn ơi. Trời ơi, anh da đen đang bay các bạn ơi. Anh da đen đang bay các bạn ơi. Không cần chạy đâu. Ôi, sao chạy nhanh vậy? Sao chạy nhanh vậy? Cái gì vậy? Hai bạn ơi. Hai bạn có thể tha cho mình lần này được không? Con trời. Ôi, kìa, nhìn kìa. Con dâu biết bay trên trời kìa. Đâu? Chạy. Chạy. Trời ơi bạn ơi, mình nói là ở trên trời có con voi biết bay mà hai người này cũng tin nữa bạn ơi. Em nghe okay. Được sắp biết bay gì ơi, trời đất ơi, quỷ sứ hả? Ok, bây giờ chết rồi. Chạy ma tông, thần. Anh da đen chạy chậm quá, anh da đen chạy chậm quá, trời ơi. Bây giờ chạy sao? Bây giờ, quân tử, quân tử chết thì chết luôn, ta không cầu xin các ngươi đâu, có giỏi thì giết ta đi. Trời ơi, cào nhẹ cái. Chạy. Ủa cái gì vậy? Ủa sai người từ nãy giờ không dí được tôi luôn vậy? Cái gì mà yếu đuối vậy trời ơi? Đúng rồi. Em bị bắt thêm lần nữa. Bây giờ nói xưng hô chị đi rồi tụi này sẽ tha cho. Còn lâu, nghĩ sao mà tôi kêu Simmy bằng chị vậy? Theo như là cái vai với á thì tôi là người yêu của Sammy, mà Sammy là chị của Simmy thì có nghĩa là tôi lớn hơn Simmy. Simmy phải kêu tôi bằng anh mới đúng. Còn lâu. Chắc các bạn cái vai với chị là chị em đúng rồi gì đó. Không, chị cả mui đồ lắm cho nên em sẽ không kêu chị bằng chị đâu. Ok chạy vậy. Lần này sống cho chết thì muốn. Lần này là Phong chạy với tốc độ gọi là 1000 km trên 1 giờ, còn lâu tắt được không? Trời ơi. Giờ sao? Ủa kỳ vậy, sao bắt được hoài vậy? Trời ơi. Thôi được rồi, còn có 1 phút thôi. Muốn giết thì giết luôn đi, ta không sợ nữa đâu.
Ok baby. Ai da, thua. À thua rồi bạn ơi. Ô, ô kìa. Ôi mình hồi sinh được. Ô, mình hồi sinh được. Chạy chạy chạy. Ôi trời ơi. Mình vẫn hồi sinh được bạn ơi. Không có thể hồi sinh rồi. Ô mình vẫn còn một mạng. Ê. Chết nữa rồi. Ô, mình vẫn được hồi sinh thêm lần nữa rồi. Yeah. Ôi ôi. Ăn xong. Ok, bấm tiếp tục. Hồi sinh thêm lần nữa. Ê, chạy. 30 giây nữa bạn ơi, còn 30 giây nữa là mình thắng. Chạy 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 chạy. Ê. Rồi chết rồi, sao mình liên hoàn chết ta? Hồi sinh thêm lần nữa. U. U mấy bạn ơi. Game lỗi rồi. Trời ơi, mình được hồi sinh đó bạn ơi, game lỗi. Ok, chạy. Còn có 20 mấy giây thôi. Còn 20 mấy giây thôi là mình thắng mấy bạn ơi. Hồi nãy mình thua trận rồi, trận này nhất định mình phải thắng. Chạy thôi. Anh ra đang bất tử. Chết rồi. Ai dạ. Ok, trời. Hồi sinh thêm lần nữa. Ai. Phong Cận tuyên bố Phong Cận bất tử, không ai giết được Phong hết, có giỏi thì lại đây. 5, 4, 3, 2, 1 win. Ta da. Ok bạn ơi, thì vừa rồi á không hiểu lý do vì sao mà do game lắc đó bạn ơi, cho nên á là mình được gọi là hồi sinh liên tục luôn, mình không bị chết đó bạn ơi, thật là hấp dẫn, mình cũng không bị biến thành giả nhân luôn đó. Ok, vậy là có nghĩa là mình đã gọi là chiến thắng được cái trận đấu thứ hai đó bạn ơi. Trận đấu thứ một mình chết đúng không, nhưng mà trận đấu thứ hai mình lại chiến thắng đó, như vậy là được rồi, quầy vốn quầy vốn. Ok bạn ơi, thì bạn có thấy gọi là cái trò gọi là anh da đen trốn tìm này vui không nào? Nếu bạn nào thấy cái trò này vui á thì bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Kamui nè, Sammy nè, Simmy cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây, bởi vì từ nãy giờ chơi hai trận là đủ rồi anh em ơi, vui lắm rồi. Mình không muốn gọi là thua thêm trận nào nữa đâu. À, ok rồi. Tạm biệt các bạn nha. Yêu anh em phải nồi. Bye bye.